Xin chào tất cả khán giả Thiên Đào Audio trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một đôi loa Buxell rất hay đến từ Din Audio, một hãng loa nổi tiếng của Đan Mạch. Đó chính là đôi Din Audio Evoque 20. Đây là đôi loa Buxell mới nhất và cũng là đôi loa Buxell lớn nhất ở trong dòng Evoque series, vừa mới được ra mắt trên toàn thế giới vào đầu tháng 4 năm 2019, và Thiên Đào Audio là một trong đơn vị sớm nhất có mặt dòng loa này. Vì vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đôi loa này thực sự xứng đáng để mua ở những điểm gì. Thứ nhất phải nói đến, bây giờ tất cả các đôi loa không những là phải, tức là không những là nghe hay mà còn phải nhìn đẹp. Với một đôi loa ở dòng trung cao cấp thì nó sẽ phải hội tụ được các cái yếu tố hình và âm. Và thứ nhất là đây là một cái thiết kế rất là đẹp, rất trang nhã, và hãng nhấn mạnh được rằng đôi loa này có cái sự gia công cực kỳ là chuẩn và rất là tỉ mỉ và chi tiết. Ngoài ra đây là một cái thiết kế vượt thời gian khi nó có thể sử dụng trong nhiều năm liền mà vẫn đẹp và không hề bị lỗi thời. Chúng ta sẽ có được một cái thiết kế hết sức là liền lạc, không có bất cứ các cái lỗ để gắn ê căng hay là những cái lỗ bắt vít. Tất cả đều được làm rất là khéo léo và ẩn giấu vào phía bên trong, một thiết kế rất là đẹp. Chúng ta sẽ có được một cái thùng loa có cái thể tích tương đối lớn, vì đây là một đôi loa Buxell cỡ lớn hơn của dòng Evoque series. Chúng ta sẽ có được hai cái cạnh hai bên không song song với nhau và được vát thuôn về phía sau để hạn chế sóng đứng. Ở đằng sau thì chúng ta sờ như này sẽ có một cái lỗ thoát hơi để chúng ta cộng hưởng được tiếng trầm. Khi chúng ta để gần vào tường thì chúng ta sẽ có được tiếng trầm nhiều hơn. Và quý vị các bạn hãy điều chỉnh cái việc khoảng cách giữa loa và tường sau để đạt được cái hiệu quả tiếng trầm như ý muốn. Về mặt trước, chúng ta sẽ có hai củ loa, một củ loa mix bass và một củ loa chép. Đây là một đôi loa Buxell hai đường tiếng. Với cái củ loa chép này là củ loa chép Serota. Đây là một cái củ loa chép thế hệ mới được ứng dụng một cái công nghệ, đó là Hesis. Ở đằng sau cái màng đom lụa mềm này sẽ là một cái cơ chế để hạn chế những cái rung động, những cái nhiễu không mong muốn. Nó có một cái dạng màng như kiểu là nó đỡ cái phần màng loa. Cái công nghệ này thì theo hãng nói là được ứng dụng từ những cái dòng cao hơn như là Contour thế hệ mới hay là dòng Confidency vừa mới được ra mắt gần đây. Cái dòng Confidency mới thì đây là được ứng dụng cái công nghệ đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màng loa rất là đặc trưng của thương hiệu Din Audio, đó là màng loa sử dụng công nghệ màng MSP. Nó là công nghệ Maze Silicate Polymer. Nó có đường kính là 180mm. Thì cái woofer Esotech này nó được thiết kế để đạt được cái hiệu quả vận hành rất đáng kinh ngạc với cái kích thước là 18cm. Nó sử dụng một cái Vocon có đường kính lớn và nó có khả năng dao động được tương đối nhiều, tức là hãng gia tăng được cái sự dịch chuyển với biên độ lớn hơn để có thể đẩy được nhiều không khí hơn, dẫn đến là chúng ta sẽ có được những cái tiếng trầm rất mạnh mẽ trong một cái hình thức của loa Buxell. Khi chúng ta được trải nghiệm cái phối ghép tốt thì sẽ có cảm giác như là đang nghe một đôi loa cột. Đây là một đặc điểm hết sức ấn tượng của loa Din Audio, là tiếng trầm trung trầm rất là tốt. Ngoài ra còn phải nói đến một điều rất quan trọng, đó là nam châm của hai cái củ loa này đều là được ứng dụng công nghệ nam châm mới là Ferris Ceramic. Nó giúp cho cái nam châm này mạnh mẽ, chính xác, tức là nó sẽ giúp cho loa hấp thụ được rất là nhiều những cái tín hiệu công suất từ âm ly để đạt được cái mức độ đáp ứng cực nhanh với độ động lớn để tái tạo được âm thanh mạnh mẽ và giàu chi tiết hơn. Ngoài ra thì cái phân tần thì phân tần cũng được tinh chỉnh để làm sao cho loa dễ kéo hơn. Thì những cái linh kiện phân tần này thì rất là tốt. Ngoài ra thì nó được ứng dụng một số những cái phần thiết kế mạch từ những cái model cao cấp hơn. Thực ra là hãng muốn đem một cái chất tiếng high-end xuống cho những dòng sản phẩm hi-fi cao cấp để chúng ta có thể thỏa mãn được cái giá trị âm thanh tuyệt vời nhất trong một cái sản phẩm của Din Audio. Để phối ghép với một đôi loa Buxell như vậy thì chúng ta cần một chiếc âm ly đủ khỏe. Chúng ta sẽ đến với thông số kỹ thuật. Thứ nhất là giải tần của đôi loa này nó xuống được tới 40Hz. Như vậy là chúng ta sẽ có được một cái tiếng trầm khá sâu, hoặc có thể gọi là rất sâu nếu mà so cái mức 40Hz đối với một đôi loa Buxell.
giải tần cao lên tới 23 kHz, độ nhạy 86 dB và mức trở kháng 6 ohm. Mức trở kháng 6 ohm thì là có thể nói là dễ kéo hơn so với các loa khác của Dynaudio thường có trở kháng 4 ohm. Trọng lượng của mỗi loa tương đối nặng lên tới khoảng 10 kg cho một chiếc. Để phối ghép thì mình tiếp tục sử dụng âm ly LA1572 có công suất là 120W ở trở kháng 8 ohm. Và mình tin rằng là nó có khả năng control một cách tương đối tốt đối với đôi loa này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm âm nhạc ngay. When I close my eyes, so I would not see. Xin mời quý vị các bạn hãy cùng mình trải nghiệm nhạc của Dynaudio Evoque 20. When I let things stand that should not be, my Lord did trouble me. When I held my head too high, too proud, my Lord did trouble me. When I raised my voice a little too loud, my Lord did trouble me. Did trouble me with a word or a sign, with the ring of a bell in the back of my mind. Did trouble me, did stir my soul, for to make me human, to make me whole. When I slept too long and I slept too deep, put a worrisome vision into my sleep. When I held myself away and apart, and the tears of my brother didn't move my heart. Did trouble me and sigh, with the ringing of a bell in the back of my mind. Did trouble me, did stir my soul, for to make me human, to make me whole. Ở vị trí ngồi nghe nhạc, mình cảm nhận được rằng tiếng trầm là một trong những điều mình ấn tượng ngay với đôi loa Dynaudio Evoque 20. Nó tạo ra một cái tiếng trầm giống như là một đôi loa cột đang thể hiện và âm thanh thực sự rất dày dặn. Nói chung là mình nhắm mắt lại và có thể cảm nhận được rằng mình đang nghe một đôi loa cột chứ không phải một đôi loa Bookshelf. Và tiếng hết sức là dày dặn, ấm áp và tiếng chép lên cao mà vẫn hết sức là dễ chịu và không hề tỏ ra chói gắt. Bản thân mình thấy ở mức giá là 59.400.000 đồng thì đôi loa này hoàn toàn xứng đáng với những gì mà nó đem lại. Đôi loa hiện đang có bán tại Thiên Hào Audio số 5 ngõ 198 Thế Hà Nội. Kính mời quý vị các bạn chúng ta hãy đến tận nơi để thưởng thức đôi loa tuyệt vời này và hãy like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn được đón xem những clip hấp dẫn hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.